Xin chào mọi người, đây là đoàn tình nguyện đến từ trung tâm y tế Công Long. Tốt thứ nhất là tốt nữ đang làm vậy tập rau. Tốt thứ hai là ở bên kia đang ăn khỏe quá. Nói biết đây là những người, đây là những cô gái của Long Lũ. Nam đen. Nhưng mà vẫn chưa có chồng mọi người ạ. Vẫn chưa có chồng. Thôi chân quay lại đây. Không. Và đây là người phụ nữ hai con và đã có gia đình. Dạ em chưa có gì. Hai con là cái gì? Nếu mà có nước thì em cũng không có đây. Dạ, được, bên kia chọn cái món rồi tuyển tên xong mà không có gì đó.